tri ân và báo ân của người con Phật sáng ngày 23 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 23 tháng 7 năm Kỷ Hợi. Sư cô Thích Nữ Diệu Minh, trụ trì Thiên Phước Ni Tự, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã cùng với Phật tử tại đạo tràng long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563. Buổi lễ được sự quan lâm chứng minh tham dự của Hòa thượng Thích Hạnh Trân, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Chân Lệ, Hòa thượng Thích Chân An, đồng chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, Hòa thượng Thích Nhật Vân, nguyên trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, trụ trì chùa Huệ Viễn, Đại đức Thích Nhuận Đức, phó trưởng ban trị sự, trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang, Đại đức Thích Trung Chánh, ủy viên thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, ni trưởng Thích Nữ Như Minh, ni trưởng Thích Nữ Minh Châu, đồng chứng minh phân ban ni giới tỉnh Tiền Giang, chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre cùng đông đảo Phật tử câu hội tham dự. Trước khi bước vào đại lễ, đạo tràng thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm Phật điện niêm hương bạch Phật, cầu nguyện quốc thế dân an, Phật pháp trường tồn. Nhưng bản với sự chiến binh của chư tôn đức, chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cung đối trước Phật đài niêm hương. Chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng đạo hiệu Thích Nhật Vân, Hòa thượng đạo hiệu Thích Hạnh Trân. Sau phần nghi thức giới thiệu, buổi lễ được bắt đầu với tiết mục dâng hoa cúng dường của các em thanh thiếu niên Phật tử tại đạo tràng. Tiếp theo là nghi thức cài hoa hồng được diễn ra trong niềm xúc động với nhiều cung bậc của toàn thể hội chúng, bởi từng màu sắc của cánh hoa đã gợi lên cho người nhận niềm hạnh phúc hay sự tiếc nuối xót xa. Ôi cuộc đời của mẹ, trăm năm nỗi chuyện sầu, vì con niềm lo âu của mẹ trở thành hiển nhiên như mặt đất truyền sức sống cho cỏ cây vạn vật. Mẹ chưa đủ sống trăm năm nhưng đã cho con đầy đủ tình thương và hạnh phúc sung sướng biết bao. Một đời vốn liếng mẹ trao,
mẹ cho tất cả mẹ nào giữ riêng. Mẹ hiền như một bà tiên, mẹ theo con suốt hành trình con đi. Mẹ, mẹ là nguồn hấp sáng của đời con bằng máu và con tim của chính mẹ. Mẹ là bóng mát trên cao, là ánh sáng trong sao, là đuốc trong đêm khi lạc lối. Nếu đào một bể vỏ mênh mông với muôn ngàn đợt sóng dập dồn, thì mẹ là chiếc bè đưa con đến bến bờ hạnh phúc. Còn mẹ là còn tất cả, mất mẹ là mất hết tất cả. Mẹ, mẹ vất vả mà chẳng hề gian khổ. Mẹ trăm tuổi còn thương con tắm bơi. Hình ảnh người mẹ hiền tần tảo, một nắng hai sương năm lũ. Mẹ đã đánh đổi một thời son sắt, tươi vui chỉ vì tương lai của con. Vì con sức khỏe hao mòn, vì con mẹ chẳng phấn son bao giờ. Mẹ mong mỏi cho con khôn lớn, nạp lên sự nghiệp với đời, trở thành người hữu ích cho xã hội. Đành cực nhọc vẫn nuôi con dạy, gạt ưu tư dầu giải thu đông. Nắng xe nắng má sinh hồng, gọt son tố nữ buồn không kính rồi. Ôi, không muốn ngực ngôn từ nào có thể diễn tả được công ơn bao la trời biển của mẹ. Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá, đừng sao đầy hai tiếng mẹ yêu. Mẹ, làm sao có để hình dung được tình mẹ thiêng liêng. Làm sao tính kể hết được công ơn sanh thành dựng dục. Tình hương của mẹ mênh mông như trời biển, mát ngọt như nguồn suối vi diệu. Tình hương và công ơn của mẹ đã thấm vào lòng từ khi mở cất tiếng khóc chào đời và cho con chị. Nhận biết khi thức được bổn phận làm người. Nghĩ sao có những người không giữ tròn hiếu hành. Trong trái kinh Phật từng dạy rằng, không có cha mẹ ta thì sẽ không có hình hài ta. Cha mẹ đã tạo cho ta cái thân thể này, có ông bà mới có ta. Ông bà là gốc, mẹ cha là cành. Thân ta như thể lá xanh, nhờ gốc vun bón, nhờ cành chở che. Trong đời cũng có lúc nào đó con đã làm buồn lòng mẹ. Giờ đây chúng con mới biết, trên đôi vai gầy guộc của mẹ, chịu nặng nỗi nhọc nhằn và lo toan trong cuộc sống, lòng mẹ lại buồn phiền vì con trái nghịch. Con có biết đâu thời gian nỗi nhọc nhằn và phiền muộn ấy đã đang sẽ cất mất đi kho tàng quý báu của đời con. Người mẹ hiền kiên nhẫn của chúng con buồn hay đến một ngày nào đó trong cuộc đời, nhìn vào đêm tối mong lung khát khao tìm lại hình dung mẹ hiền. Một trời thương nhớ xây thành, mây buồn tóc rối giữa bành tan thương. Cánh chim bàn bạc yêu xương, đỏ hồng lũ cánh, lòng hương vấn sầu. Tiết mục hoài niệm tứ trọng ân đã được sư cô trụ trì thể hiện trong buổi lễ với nhiều cảm xúc. Đại diện Phật tử đạo tràng theo đó đã thành kính đảnh lễ, hướng vọng về bốn ơn trọng trong đời, luôn ghi nhớ và phấn đấu đền đáp trong cuộc đời.
Lại thứ ba đường đời cha lặng lội, bát cơm gầy xa xôi, manh áo lành có cha kiếm, con lo ấm cha vui. Lại thứ tư vất vả những cơ hạ, sanh nhai cha lập kế, sớm chiều cùng nhân thế, vật lộn với thời gian. Lại thứ năm việc nhà cha đi tạo, cơ đồ cha lo con, cách chiêu tình gặp gặp. Lại thứ bảy ngày nay con trưởng thành, học hành được nhân danh, hạnh phúc con có được do ơn phước của cha. Lại thứ tám bầu trời cao thăng thẳm, đất nọ rộng thênh thang, công cha không thể tà, cao vút tận mấy ngàn. Lại thứ chín tình thương cha vô tận, dù cả khoảng thời gian bao la vô bờ bến, khắp vũ trụ chứa cha. Lại thứ mười hôm nay rằm tháng bảy là đại lễ vu lan, dân trọn lòng thành kính tưởng nhớ ơn cha ban. Kính lại thầy, thầy tôi xuất gia tu học, khi tuổi đời còn thơ, xa cha lìa, xa cha lìa mẹ, xa chốn làng quê nhà, đi vào cửa Phật nguyên pháp màu học tu, dỗ ăn khó nhọc nhưng tấm lòng chẳng đổi thay. Thầy dạy chúng con tinh tấn học, thầy muốn gì chúng con quên hết thân mình, con muốn nói lên ân đức của thầy đối với chúng con. Hôm nay ngày đại lễ Vu Lan, chúng con xin được niệm ơn người đã giáo dưỡng, đưa chúng con xa rời bệnh tật, trở về bệnh nước thanh lương. Kính lại thứ nhất nhân viên nhiều đời kiếp, con làm đệ tử thầy từ khi con còn nhỏ, được thầy dạy bảo cho. Lại thứ hai từ khi con xuất gia, theo thầy để học đạo, thầy cực khổ biết bao, gian lao cùng khó nhọc. Lại thứ ba thực tiễn cùng dạy sống, dạy con cách sống hờ, khuôn phép của nhà thiền, quay nghĩ cùng thể hành. Lại thứ tư dạy con từ câu chủ, dạy nghĩa từ câu kinh, cách thân chuông nhiệt bỏ, khuyên bỏ hết mọi duyên. Lại thứ năm thầy khuyên con tinh tấn, nên gắn chỉ học hành, thường trao dồi đức hạnh, gắn sức để làm lành. Lại thứ sáu gian lao thầy không nại, cực khổ thầy không than, khuyên con sống đàng hoàng, cho nên người học đạo. Lại thứ bảy khi con sinh lười biếng, thầy luôn khuyên răn con, nhắc nhở từng giây phút, đừng sân tâm giải đại. Lại thứ tám thầy bảo vô thường đó, con chịu khó dồi mài, khiến tâm lo niệm Phật, để thanh tịnh đời mình. Lại thứ chín dù gian lao cực khổ, thầy vẫn luôn vui cười, vẻ mặt đầy quan niệm, để chỉ dạy cho con. Lại thứ mười ơn thầy cao thâm thầm, con nhớ ngoài ngàn năm, công ơn thầy tế độ, dù con khỏi mấy lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu, chúng con xin địa được niệm ơn đức sanh thành của cha và mẹ, và xin được tự niệm ơn đức của thầy tổ đã cho chúng con, với thân huệ mạng thành cả tấm lòng tôn kính nhất. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Theo lời Phật dạy, chư tôn đức đã hòa âm diện sứ phúng tùng sám Vu Lan để Phật tử giữ y kinh hành và dâng lời tác bạch dâng cúng pháp y, cầu nguyện cho cha mẹ hiện đời tăng long phước thọ, bá tánh vạn dân an hưởng thái bình, của Huyền Thất Tổ cặp chư anh linh anh hùng liệt sĩ sớm được siêu sinh tịnh cảnh.
Thượng cũng có lời khuyến tấn quý Phật tử hãy biến những lời Đức Phật dạy thành hiện thực. Trong cuộc sống đời thường, phải hiếu kính cha mẹ, thân thiện và giúp đỡ mọi người. Thường khuyên mọi người xung quanh làm lành tránh dữ, thọ trì năm giới cấm của Đức Phật dạy để gia đình luôn hạnh phúc, xã hội được bình yên. Nhân mùa Vu Lan về, xin chúc cho quý vị hưởng trọn niềm vui mùa hiếu hạnh. Buổi lễ khép lại viên mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể chúng hội. Kính thưa quý vị, hội Pháp Y Ca Sa, đó là một cái danh từ phổ thông. Ca Sa có tình dục là tạp quá y, tạp loại sắc y. Còn nay chúng ta dân y đây á, đúng nghĩa nó là Y Ca Tina. Y Ca Tina là y con nước y. Bây giờ sau 3 tháng thiết khả an cư, chư tăng tu tập giới định tuệ tạo nên công đức. Hôm nay quý vị gian Pháp Liên Lan để cầu nguyện cho cha mẹ hiện tại cũng như cha mẹ quá khứ được siêu sanh thoát quá. Thì chúng ta trong đạo tràng này, tất cả người nào cũng có hai hình ảnh cha mẹ. Một là hình ảnh cha mẹ hiện hữu, hai là hình ảnh cha mẹ quá khứ. Do đó mà trong Phật cũng có dạy rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Hạnh hiếu tức là khi cha mẹ còn sanh tiền, quý vị chăm sóc cơ sở Phật chất, định hòa, cứu chữa, trọng đời, phụng dưỡng cha mẹ. Và cha mẹ quá khứ là khi cha mẹ qua đời rồi, chúng ta thực hiện các tâm hiếu. Trước hết là chúng ta phát tâm y tâm bảo, giữ gìn thanh tịnh năm giới cấm và phát tâm phóng sanh bố thí từ giới, làm họ trong các từ thiện các cầu nguyện độ vì hồi hướng cho cha mẹ quá khứ để thừa thiên công đức đó được sanh thiên. Cho nên trong văn học thi ca tôi nói rằng Trung ương ngày hội Phạm Vu Lan
để dắt nhiều xa sống đạo ngài. Những ai là kẻ mang ơn nặng, nguyện vọng lòng thành đón vua ngài. Chúng ta sống trong cuộc đời này để tăng hay tục đều có mang bốn cái ơn nặng, đó là ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia và ơn xã hội. Thực tế hôm nay chùa Thiên Phước tổ chức một cái lễ vu lan rất là trang nghiêm, tăng lên tô hậu về đây đầy đủ, thì đó là một công đức lớn mà không phải ai cũng làm được như thế này. Cho nên bất cứ một cái chuyện gì nghệ thiên thời địa lợi và nhân hòa, cho nên chư thiên động với chư thiên, chư thiên với dưới nước mát mẻ, dưới nước mát mẻ mọi cây cỏ cây hoa lá đều ảnh hưởng cái sự mát mẻ đó phát triển và vui vẻ cũng như chào đón vu lan. Cho nên gọi là mùa vu lan có hiếu. Tại sao gọi là cái mùa vu lan có hiếu? Từ hết tháng bảy là cái mùa, tức là ai ai dù là đi đâu làm gì, cái ngày vu lan trở về để nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục. Tiếng vọng nhà ai nghiệp mỏ mòn, để kia thao thức mãi ru con, ầu ở câu hát ngày xưa ấy khác khỏi như lời của núi non. Một cái lời ru con của người mẹ động cả núi non ao hồ sông biển. Đặt niềm tin vào đứa con của mình, ngày mai này đã thành một anh hùng, một chiến sĩ để bảo vệ bờ cỏ quê hương, đều mong muốn như vậy. Cho nên hôm nay quý vị trưởng thành rồi, có những người mất mẹ, có những người còn mẹ, nhưng mà dù mất mẹ hay còn mẹ, chúng ta sống với tinh thần Phật dạy, đó là hạnh hiếu và tâm hiếu. Còn nếu chúng ta sống mà không vâng lời người lớn, không thể có truyền thống của dân tộc. Cho nên ngày Vu Lan nó trở thành một ngày gì lễ hội văn hóa tâm linh của dân tộc, từ Bắc đến Nam Trung đều thực hiện vào cái mùa Vu Lan, và thế đúng ngày là tháng bảy trong kinh. Nhưng mà mỗi người đều tổ chức hết, ai mời ai, ai thỉnh ai, cho nên đặt ra cả một tháng Vu Lan, mùa có hiến của dân tộc trở thành một lễ hội văn hóa. Cho nên chúng ta thấy rằng Vu Lan á, nói cho đủ là Vu Lan Bồ. Vu Lan Bồ có nghĩa là dịch là cứu đảo huyền, có nghĩa là cứu những cái tội treo ngược. Mà đúng là hiện thực á, thì chúng ta thấy chứ đừng chúng ta đừng ngồi đi cứ tưởng tượng là có một cái tội nhân treo ngược hai chân ở đầu xuống dưới, nhưng mà thực tế thì cuộc đời này có những cái tội treo ngược đấy. Cho nên hiện thực có thì siêu hình sẽ có, bóng theo hình mà nhé. Cha mẹ sanh con ra nuôi lớn lên, con gia khác rồi trở lại đánh lại cha mẹ, tội đó có kia treo ngược được không? Thầy dạy trò đánh lại thầy treo ngược được không? Một công dân trong đất nước không thực hiện hiến pháp luật pháp mà phản bội lại đất nước, ngược lại cái nền văn hóa của đất nước, có treo ngược được không? Cho nên khi mà mùa Vu Lan xuất hiện thì tất cả những cái hình ảnh đó, tất cả những công đức đó được mọi người tu tập theo cái đạo đức truyền thống, cái văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Cho nên từ đó ở trong kinh báo hiếu nói lên cái đức công đức của cha mẹ. Vì sao cha mẹ là hai vị đại thí chủ cho chúng ta cái thân này, hợp tác cho chúng ta cái thân này? Nếu chúng ta mà không có việc sanh bụng